Rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với cái phần mà thiết kế giao diện cho cái app bằng React Native. Để xem các video trước á thì mình đã khởi tạo ra cái test app này rồi nha các bạn. Cho nên bây giờ mình sẽ tiếp tục từ cái app này luôn nha. Đầu tiên á mình sẽ mở Visual lên. Đây. Bạn lưu ý nha, thư mục đã tạo rồi mình sẽ đóng lại nè. Đóng lại. Các bạn vào phần này nè. Đây, hoặc bấm Command B để mở nó ra. Chọn là Open Folder và mình mở lại cái folder mà mình đã tạo rồi, test app đây. Nè, mở lên. Rồi, ở đây thôi. Thì bây giờ để run cái folder này lên á, mình sẽ bấm nút Control. Control tắt cái này đi nha. Bạn thấy nó sẽ ghi rõ nè. Nè, tấu gạch terminal này là Control với phím nháy trên á. Hoặc là các bạn vào Windows hoặc View hả? Hay Windows ta? Để mình coi. Nè. Tôi gạch Terminal. Đây nè. Terminal này các bạn. Thấy không? Bấm đây. Hoặc bấm tắt lên phím cũng được. Đó. Tắt mở cái cửa sổ Terminal á. Đó. Hiện tại là dấu nháy của mình á, đang ở trong một test app luôn rồi. Cho nên là mình cứ gõ lệnh Yarn Start thôi. Đã lên. Trong trường hợp mà các bạn đang thư mục ngoài thì bạn CD vô nha các bạn. Ví dụ như đang thư mục ngoài thì mình sẽ là CD vô một là test app, sau đó mới là Yarn Start. Rồi chạy lên. Bây giờ mình sẽ bật cái Android lên để mình test trên cái Android, trên máy ảo Android cho nó dễ nha các bạn. Android Studio. Mở lên. Đâu rồi đó? Chậm quá. Rồi, mình vào trong cái phần là cái chỗ cái biểu tượng config nè. Mình sẽ chọn là AVD Manager đó. Bạn nào mà chưa biết cách mà cài máy ảo như thế nào thì xem lại video trước nữa nha các bạn. Ở đây mình đã cài máy ảo rồi, giờ mình chỉ run nó lên thôi. Đó, máy ảo Android lên rồi ha. Rồi, đến đây là mình có thể tắt bỏ này đi. Tắt bỏ này luôn cho nó gọn. Đó. Khi mà đã khởi động lên đến đây rồi thì mình sẽ bấm vô cái nút là Run on Android này, device này, emulator là xong thôi ha. Mình thu đi lại tí để luôn nhìn thấy cái thằng Android này cho nó dễ test. Đó, rồi bấm đây nè ha. Đó. Tự động thôi, thằng này nó sẽ mở cái expo bên trong cái Android ảo này lên và chạy lên. Mình tắt cái loa nha các bạn. Rồi đó, máy ảo hôm trước là mình đã có sẵn như vậy rồi, chưa có gì cả ha, mới là các cái task cơ bản thôi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu thiết kế cái giao diện cho cái app này trước ha. Mình sẽ tìm một cái app nào đó để mình là xem mẫu. Thì ở đây mình sẽ việc Smile. Đây là một cái app bạn trong công ty mình đã viết rồi, thì bây giờ mình sẽ dựa vào nó để viết lại cho giao diện này cho nó dễ các bạn ha. Để mình xem mình có thể cài đặt cái này vô trong cái máy ảo không ta. Nè, coi đây được rồi. Ông bạn nhân chủ nè. Mình ngó luôn ở đây. Đó. Phần này mình sẽ có là cái tựa đề ở đây, nút tìm kiếm ở đây, biểu tượng user gì đó ở đây ha. Nhưng mình chỉ tham khảo trên đây thôi, mình không làm hoàn toàn giống 100%. Nha các bạn. Không nhất thiết phải làm giống 100%. Thì đây mình đã có các biểu tượng như này rồi nè, ha. Đó, các cái tab ở đây. Thì mình cần tạo thêm một số tab nữa ha. Rồi mình sẽ mở cái Visual Studio Code của mình lên, tắt tạm terminal cho nó gọn, thu lại luôn để nhìn thấy được cái mình tắt cái loa nó nha.
đo được không nhỉ? Chắc là có tiếng rồi đó. Rồi, để nó dễ nhìn thấy cửa sổ. Mình sẽ mở file app.js ra. File app.js là cái file đầu tiên nó sẽ được gọi ra khi mà các bạn khi mà cái app được chạy đó. Đó, thì đây là file này được làm sẵn với Expo rồi. Nó có rất nhiều thứ tùm lum hết, mình không biết là cái gì đúng không các bạn? Khoan hãy quan tâm đến nó. Ở video sau nữa mình nói về code chuyên sâu á, mình sẽ nói về phần này. Nhưng mà ở đây nè, các bạn phải quan tâm về mình chỗ này nè. Nó có import vô một cái, đó là import vô cái là app navigator, thì từ cái file là navigation app navigator đó. Cái file này là cái file điều hướng app mình, tức là app mình điều hướng các cái màn hình á, là dựa vào cái file này. Thì mình sẽ mở nó ra đây, navigation, mở ra, mở cái file là app navigator ra. Rồi trong file này mình lại tiếp tục mình nhìn thấy nữa là nó có import cái thằng là main task navigator đúng không nè, from nè đó, thấy chưa? Và nếu như mình muốn tìm hiểu cách hiểu gì đó thì nó hướng dẫn mình là xem thêm hướng dẫn tại đây đó. Này là trường hợp mình muốn xem cái outflow á, là authentication đó, tức là nếu như cái app mình á yêu cầu người dùng phải đăng ký tài khoản đăng nhập gì đó thì mình cần thêm một cái flow nữa, đó là authentication ha. Phần này mình sẽ nói sau luôn nữa, thì bây giờ mình chỉ tập trung vào làm cái giao diện của app này trước rồi nha các bạn. Thì đây mình lại mở tiếp cái file là main main task navigator lên. Thì phần này hôm trước mình đã làm rồi, mình đổi được cái trang chủ nè, ABC nè, và cái chữ tính ở đây, các tab ở đây nè, bạn thấy không? Đó, ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục sửa đổi. À, mình sẽ ghi chú lại những từng cụm trên này để cho các bạn hiểu ý nghĩa từng cụm ha. Mình sẽ cố gắng ghi chú từng cụm. Ở phần là main task navigator ha. Mình đã có sẵn cái chỗ mình copy mình dán ra đó. Rồi. Thông tin chung nè, khai báo các task ở footer, mình quen là web, mình gọi là footer đi ha. Và điều hướng đến các màn hình, rõ ràng ha. Đây các bạn. Tức là mình đang ghi chú cái trang này, nhiệm vụ của trang này là làm việc đó. Nhiệm vụ nguyên cái trang này làm việc đó. Rồi. Tiếp tục nữa, phần bên dưới này. Khai báo thư viện và cấu hình chung. Ha. Tạm thời mình chỉ ghi là khai báo thư viện cấu hình chung, thì nó tất cả những mọi thứ cấu hình gì đó cho toàn bộ trang mình sẽ khai báo ở đây. Ha. Thư viện thì dĩ nhiên là mình đang làm rắc thì ở đây phải có thư viện nè. Khai báo thư viện. Đó. Không, mình import rắc, from rắc thì tất cả các file rắc mình đều khai báo như vậy hết. Ha. Và đây có xài platform cho mình khai báo platform là một component thuộc 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 rắc tiêu, nó là một component thuộc rắc tiêu nên mình sẽ khai báo là import platform thuộc rắc tiêu. Ha. Thông thường này luôn luôn có các bạn, luôn luôn có ở mọi trang. Còn thằng quỷ này thì bạn xài cái gì bạn khai báo cái đó. Ha. Ví dụ nếu trong cái giao diện này mình có xài liên quan đến chữ á, thì mình báo thêm test chẳng hạn là chữ đó, có khai báo có sử dụng view thì mình báo thêm view. Thì những phần này á các bạn chưa hiểu là gì cả, bỏ qua nó luôn, tiếp tục tạm thời vẫn chỉ có platform mà thôi ha. Xuống tiếp nữa là nó có restart navigation navigator gì đó, reporting gì đó. Thì những này bạn để ý này nha, bạn để ý mình là màu nó màu sáng như vậy đó, tức là nó đang có sử dụng. Ví dụ như nãy mình báo cái test vào, thấy không, cái test nó sẽ mờ nè, nó mờ như vậy nè, tức là anh có khai báo nhưng mà trong bạn nó chưa có xài đó, chưa có xài, tức là khai báo dư thừa đó, anh bỏ đi ha. Tức là hiện tại mình có xài mình để nguyên như vậy ha, tại mình cũng chưa hiểu rack navigator sao là cái gì luôn ha. Mình cứ bám sát vào trong cái có sẵn của thằng Expo mà mình làm cho nó khỏe, đỡ nhức đầu. Rồi ở đây mình có là import task by icon, từ không nên là task by icon là icon dưới này nè các bạn, component task by icon, để mình coi nó có cái gì đó nha. Component task by icon thấy không, mình mở ra đó. À, task by icon là một cái gì đó nó thiết kế, nó nói là nó lấy cái iconic, cái thư viện iconic nè, cái này phải nào có là bỏ qua nó không nói nè. Còn này tôi lấy cái thông tin iconic từ cái vector là vector này. À, cái này là sao đây, đây ha, mình sẽ nói cái đó cho các bạn hiểu. À, đợi mình chút xíu.
có một cái đường link icon của Expo á, mình là đang tìm bạn link đó. Để coi đây, đường link đó là này nè các bạn, expo.github.io và là vector icon đó. Đây là những cái icon bạn có thể import vào trong app các bạn và xài. Bạn biết mà, app thì cần rất là nhiều icon đúng không ta? Thì bạn xài bộ nào thì bạn sẽ khai báo bộ đó. Giống như hồi nãy bên đây á, mình nhìn thấy được cái là này đang xài bộ gì ta? Ai icon gì nè ha? Nó là bộ nào ta? Nó, anh icon là bộ này nè. Các bạn, ta những biểu tượng cho bộ này mình có thể xài được hết luôn. Xài được hết luôn ha. Đây nó khai báo là dùng bộ này ha. Đó. Anescan gì đó ha, thì nó đổi tên lại thành ra là tab icon, xin chỗ là tab icon đó thì thật ra nó là cái icon này thôi chứ không gì hết á. Tức là bản thân khi bạn muốn xài cái icon này nè, bạn đã khai báo cái component rồi thì những chỗ nào xài nó thì bạn gọi ra là bằng component này kèm theo thuật của nó thôi là sẽ ra icon. Nhưng mà cái icon này được bao bọc bên trong một cái component khác nữa, tức là ở đây á cái thằng thằng Expo đang cố tình viết ra một cái component của riêng nó, một component có tên là tab ba icon. Thực tế ra nó cũng sẽ show các icon của thằng Anic này ra thôi, Anic này ra thôi, nhưng mà cơ bản nó sẽ có thêm những cái thuộc tính có sẵn là về màu, về là size, về gì đó nó có sẵn vậy thôi ha. Và ở chỗ này nè các bạn, mình đã khai báo rồi nè, mình ghi nè ha, khai báo component icon tab ba icon sử dụng bộ icon của gì ion icon ở đây đó. Còn này là khai báo ra các màn hình, khai báo các màn hình hay đường dẫn hay gì đó cũng được ha, các màn hình đây đó. Mình có ba đường dẫn, ba đường ba màn hình là home screen, link screen và đây nè, ba cái này nè ha các bạn, tại đặt tên khác á, home là cái này nè và link là cái này và setting là cái này, ba cái màn hình. Vậy bạn muốn có bao nhiêu màn hình thì bạn cứ khai báo thôi ha. Giả sử bây giờ mình muốn thêm một màn hình nữa, mình quay lại cái việc mai bây giờ cái này á, mình sẽ tiện ích xong rồi lịch sử tin nhắn thông báo gì đó, một số cái của mình ha, mình sẽ thêm vào đây. Ok đây, home screen mình giữ nguyên, mình thêm một cái screen nữa, mình gọi là history, lịch sử. Dĩ nhiên thằng này nó phải dẫn tới file là history. File này có chưa các bạn? File này chưa có. Nên mình vô phần stream. Đây, tạo ra cái file tên là history stream. New file .js. File này chưa có nội dung, tạm thời copy đại thành setting. Cần cho nang lên C, dán qua đây. Dĩ nhiên bạn đã có file nào rồi, nhớ sửa tên cho mình nha. Ở đây không phải setting nữa mà là gì đây? History stream. Chỗ nào setting sẽ thành history hết, vậy là xong rồi. Có thêm một cái file nữa history, bạn lưu ý có thêm cái này nhưng mà này chưa xài, bạn vẫn nhìn thấy có ba cái tab thôi. Thì ở đây á, mình phải gắn thêm một đường link đó thì mình coi nha. Mình thấy này một cụm nè, home start xuống đi, tắt mình tách cụm ra nè, mình tách cụm ra đó. Thì cái này á, là đang là trang chủ nè, trang chủ nếu mà gọi tiện ích á. Số 1 là khai báo rồi đúng không, số 2 là tiện ích, cái này là trang chủ nhưng mà sở hữu tiện ích nha các bạn, theo cái demo tiện ích đó. Rồi vậy thôi, xuống cái tiếp theo nữa là gì ta, mình sẽ tạo thêm cái nữa là lịch sử, copy hết này, số 3 lịch sử. Lịch sử này không phải là home nữa, phải home tắt nữa, những chữ home nè mình sẽ đổi thành gì ta, history, mình chưa cần hiểu code gì luôn các bạn, quá đơn giản, đổi chữ home thành chữ history rồi sửa lại là chữ là lịch sử, lưu lại nhìn bên tay phải có chạy chưa nha. À, mình còn sai dưới này, mình còn thiếu có chỗ là dưới này start. Vẫn có ba cái thôi, mặc dù mình đã khai báo rồi đúng không, mình lại còn chỗ nào đó nữa, kéo xuống dưới đây, khỏi kéo mình xuống dưới xíu mình còn thấy nè, đó nó có gì đây, đây nó khai báo nè,
Start Navigator bằng là Restart Navigator này, không có ba cái thôi đúng không? Mình thêm thêm cái nữa là History Start ở đây nữa. Lúc lại. Rồi xuất hiện. Đây bạn, tiện ích lịch sử ABC tính này, tiện ích lịch sử. Đúng không ta? Thì bây giờ mình muốn đổi icon thì chỉ đổi icon thôi, mình quay lại cái trang lúc nãy. Cái trang icon là đây, expo.github này mình tìm icon ha. Bây giờ tiện ích á, mình tiện ích mình nghĩ sẽ là icon gì ta? Tiện ích thì mình nghĩ là lấy icon làm mua bán đi, là giao hàng đi. Đây, basket đi. Được không? iOS basket gì đó. Cái tên nó đâu? Ai đây, iOS đây. Basket. Dán ra. Chạy cái nhìn biểu tượng các bạn. Nó chỉ đổi hả? À xin lỗi. Ở đây chỉ iOS rồi, nên chỗ này chỉ có basket thôi. Ủa sao chưa ra luôn ta? Tiện ích. Cái chỗ này nè các bạn. Chỗ này nè, nó phân ra hai hệ là platform bằng bằng OS. Nếu bằng iOS á thì là icon khác. Còn nếu mà bằng Android á, thì icon khác, phải còn thêm phần outline phía sau nữa. Ha, vừa gắn thêm cái outline này thì khi nó không hiện ra nên mình không thích vậy. Mình gắn thẳng luôn nha, là bằng cái icon gì đó luôn, chứ mình không có xài là platform. Tức là mình muốn là cả trên iOS và Android dùng chung icon y hệt nhau. Tức là app là đồng bộ. Không phải đổi icon. Icon trên iOS sao thì qua Android nó cũng vậy. Cho nó đơn giản nha các bạn. Đó, thẳng vậy luôn, iOS bắt kịp. Lưu lại. Đó, lên, mình thấy không? Nè, tiện ích lên nè. Đó, đây chính là cái icon mình đã chọn ở đây nè các bạn. Nó nằm trong bộ là ai Anh icon gì đó, anh icon gì đó, thấy không? Bộ này đây. Cái bộ này nó đã được khai báo trong tab icon rồi, nó lớp nãy nè, tab icon này. Đây. Tab icon là một component bao bọc lại component của con quỷ này. Đó. Ha. Rồi. À, cái này vậy thì không cần phải xuống hàng, mình lên hàng cho nó gọn luôn. Xuống hàng chi? Đây các bạn. Cho nó gọn gàng. Rồi, sau tiện ích rồi đến lịch sử. Lịch sử thì mình sẽ tìm icon là là sở là thời gian đúng không? Clock. Clock hoặc là time. Mình cỡ nào đẹp thì mình lấy. Đây. Mấy cái time đi. À S timer này. Đó. Tương tự lịch sử. Bỏ hết tấm này đi. iOS timer. Rồi lịch sử, tiện ích lịch sử rồi. Tiếp tục nữa mình sẽ làm gì đây? Mình sẽ làm cái app này là một app giống như mạng xã hội vậy bạn, giống như mạng xã hội Facebook vậy đó. Tại vì việc Smile này nè, nó cũng là vậy đó các bạn. Mục tiêu của app này là gì đây? Là có thể thanh toán được, giống như là Momo vậy đó, thanh toán với Momo, nhưng mà có thể nhắn tin cho nhau, chat cho nhau, video call gọi cho nhau, và cũng có thể là nó cũng có thể là một cái mạng xã hội luôn. Tức là mình giống như Zalo mình đăng bài lên, hay là Facebook đăng bài, post bài, post hình, post video lên ha. Tổ hợp của nhiều app là thành một app, đơn giản vậy thôi. Rồi vậy thì mình sẽ một cái tab nữa, mình đặt một cái tab đó tên khác đi, có bị từ đây cho nhanh ha. Tab thứ ba. Xem tab thứ ba, cái link thì mình không xài, nếu không xài thì mình thử sửa luôn chỗ cái link này luôn đi. Cái thứ tư mình gọi là cộng đồng, tức là mạng xã hội đó các bạn. Rồi thay vì là link link start thì mình sẽ sửa chữ list này nè, thành lại gì đây đi, tất cả nhà cái chữ link mình sửa lại thành, mình relay hàng loạt cho nhanh nha các bạn. Thay tìm từng chỗ thì mình relay luôn tất cả chữ link, sửa thành chữ là com community, com community. Rồi tức là cộng đồng ha, relay toàn bộ đó. Đến đây chạy lên trên coi nha, cái chỗ này nè mình lưu lại nó báo lỗi đỏ đó các bạn, tại vì đây mình khai báo cái này mình đã relay rồi thì cái file community stream nó không tồn tại nữa ha, nó bị lỗi, mình phải rename đây luôn nè. Sửa tên file lại là community stream đó, chạy lại.
Rồi được rồi đó ha. Cộng đồng là con ABC, mình sẽ thành cộng đồng. Cộng đồng. Ok, cộng đồng thì mình phải lấy biểu tượng nào đó cho nó giống là cộng đồng chút xíu ha. Cộng đồng đó là công cộng cái gì đó lớn lao đúng không? Thì mình sẽ cho là thế giới luôn đi. Thế giới là biểu tượng bởi địa cầu. Clone. Nhớ nha, mình có thể lấy cái mình tạm mình hiện tại chỉ lấy cái bộ từ Ion Icon thôi nha. Mình không lấy cái bộ khác cho các bạn. Nếu lấy cái bộ khác thì mình sẽ khai báo khác nữa, mình sẽ chỉ sau nha. Trước mắt là mình sẽ lấy cái bộ này. Tất cả từ bộ Ion Icon này. Khó đọc quá, Ion Icon. À, sửa lại. Không cần phân platform. Close. Rồi. Vậy thôi. Đó, cộng đồng. Tiếp tục nữa là mình sẽ đến tách theo nữa là mình phần chat với nhau á, hai người chat với nhau gọi là trò chuyện chat hoặc là call video call gì đó. Số 5 à, trò chuyện ha, trò chuyện đây, trò chuyện chat thì làm chat thì sao vậy, chat nè, chat đây, icon chat, cứ tìm mấy kênh thế vô vậy thôi các bạn. Lỗi tiếp, tại dĩ nhiên rồi, đây nó còn là community tag vậy đúng không, mình sẽ thành sẽ làm chat hết, chat mình bao đen như vậy bạn thấy không, nó sáng lên những chỗ nào còn giống nhau nó sáng lên nè đó. Đây ra chat. Dĩ nhiên là khi mà khai báo như vậy rồi thì ở đầu mình phải khai báo gì ta, trên đây nè, không đi xong tới gì tới chat, chat stream, mình cần khai báo màn hình nó cho này, chat stream, file chat stream chưa có, tạo ra stream đây, new file chat stream.js nha các bạn. Đó, lấy đại từ file bất kỳ, mình lấy đại từ home stream mình dán ra được không, thôi lấy đại từ thằng history nữa đi, history a trên c dán ra sửa thành là chat stream, chat stream lưu lại, tắt bớt cái này đi. Dĩ nhiên này chưa xuất hiện các bạn, chưa xuất hiện bạn nhớ không, là nãy cuối cùng mình phải khai báo ra cái nữa mà đúng không, ở cuối cùng nè mình phải khai báo thêm nữa là community, xong là tới gì tới chat stream à, phải chat stream chat tắt rồi, có thêm là một cái nữa tiện ích lịch sử cộng đồng trò chuyện và tính tính này sẽ thành là cài đặt đi, để tên kỳ quá cài đặt nó là cái cùng các bạn, rồi copy xuống sáu là cài đặt, cái này chỉ là cách ghi chú mình thôi, mình quen ghi chú như vậy thôi chứ không có gì các bạn, mình quen ghi chú như vậy rồi ha, thói quen ghi chú thôi chứ không có gì hết đó. Đó, mình quen ghi chú từng cụm như vậy nè, cụm lớn hết đầu tiên á là mình sẽ ghi rõ luôn là cái file này nó có ý nghĩa gì, mình giải thích ra tác dụng file này làm gì làm gì làm gì, còn sau đó là từng cụm mình lại từng cụm nhỏ nữa mình lại khai báo là ý nghĩa của từng cụm này là gì ha, ý nghĩa từng cụm này là gì đó, nó như vậy ha, chia ra như vậy đó và mỗi cụm cách nhau vài dòng như vậy để nó phân biệt ra từng cụm cho nó dễ dàng dễ nhìn ha, cài đặt rồi đó. Thì ở hôm nội cuối cùng là gì đây, nó chính là cái phần mà khởi tạo tab đấy các bạn, khởi tạo tab nè, free nè, free button tab này mình sẽ tạo ra cái tab đó, tức là mình ở trên mình tạo ra các tab thì dưới này mình phải đưa các tab đó vô thành một cái tab thì mình mới gọi ra, mình phải export nó ra thì nó mới ra được nè, cuối cùng phải export nó ra nha. Mình chưa nói về code gì cả đâu, ở video này mình chỉ nói cách để các bạn chỉnh sửa thôi, bạn chưa cần hiểu về code luôn nhưng bạn vẫn có thể chỉnh sửa được giao diện của React Native ha, bằng cách dựa vào những cái có sẵn mà làm rồi. Ok, phần task xem như xong, mình đã xong cái này rồi à, bây giờ tiếp tục mình làm gì nữa đây, quay lại cái giao diện đây,
ở trên đầu nó có cái tựa đề là Big Smile, còn có phải tìm kiếm nữa, rồi còn có cái icon gì đây nữa. Ở đây mình thấy là trang chủ thì nó không có phần đó, nhưng mà cái trang trong này là có tựa ở trên nè, để nó có tựa ở trên, có tựa ở trên đúng không, mạng có tựa ở trên luôn. Nếu mà muốn trang đầu nó khác á thì mình để nguyên như hiện tại, nhưng mà mình muốn là mọi trang đều có cái tựa trên đầu hết, cả trang đầu tiên cũng có luôn cho đồng bộ, tức là luôn luôn có cái này được không bạn, luôn có này. Như vậy thì mình sẽ bỏ nội dung trang chủ đi, mình bỏ nội dung trang chủ đi, cái home screen rồi, cái home screen này á mình sẽ rename lại, đặt tên là home screen .bk backup các bạn ha. Rồi mình tạo ra file khác là home screen, bị gì đây, yêu cầu nâng cấp gì đó không biết nào, vì em home đang rõ mà, home screen .cs. Rồi mình copy đại thằng setting hay gì đó nữa, copy từng này mình quăng lại cái file home screen mới, dán vô. Dĩ nhiên bạn nhớ đổi chữ lên mình là home screen đây. Lưu lại. Rồi, là home screen đã có rồi. Bây giờ home screen nó cũng có cái phần tựa trên này nữa. Đó. Thì bây giờ làm sao để mình làm cái phần tiêu đề nó thay đổi đi. Ha. Giờ cái trang cộng đồng nè, đang để chữ list nè. Cộng đồng của mình á đang là trang nào đây? Cộng đồng là community stream. Mình sẽ mở community stream. Bạn thấy đây nè, nó có cái phần này nè. Link stream có chữ link đúng không? Mình gõ thêm là gõ thêm link ABC. Lưu lại. Bạn thấy không? Để coi nó đổi không nha. Qua cộng đồng nè. Nó đổi. Đúng không? Tương tự vậy nếu như mình vô cái home screen mới đó, mình gõ là chữ home screen. Home screen mới đây. Cái thay đổi là application đúng không? Mình gõ chữ là 9999, gõ vô thì mình chạy lại thì cái home screen nó sẽ hiện ra cái tựa là 9999. Nó chưa hiện nha. À xin lỗi, mình đang sửa history này. Home screen đây. Đây. Lại. 9999 luôn lại. Đây. Thấy chưa các bạn? Cái tựa như này là chỉnh ở đây thôi. Rồi bây giờ làm sao để mà mình thêm vô được cái biểu tượng tìm kiếm hay là cái gì đó ở đây? Đó. Vấn đề là chỗ đó, làm sao thêm vô đây? Mình sẽ thêm trong này luôn rồi đúng không các bạn? Trong này luôn. Nhưng bản thân cái phần này á, là phải trang nào cũng có không? Cái phần mà header trên đầu là trang nào cũng có cả, nên mình sẽ tạo ra file riêng. Và những cái trang nào xài mình sẽ gọi lồng vô, lồng vô. Ha. Như vậy cho nó tiện. Mà cho tiện thấy các bạn ha. Thì mình sẽ tạo một cái file mình gọi là mình cũng tạo trong cái thư mục là navigation luôn. Nó bản thân nó cũng là sẽ là đọc navigation luôn. Tại vì cái tab navigation ở cuối cuối cùng đó các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đặt nè. Đặt cái file này mình gọi là header navigator.js. Đó. Rồi. Nhiệm vụ nó làm gì đây? Cái header navigator làm nhiệm vụ gì? Đây mình cũng sẽ copy lại cái dữ liệu thông tin chung. Đó là header chung các màn hình. Ha. Mình có sẵn cái ghi chú bên ngoài rồi mình sẽ ghi chú lại đó. Rồi tiếp tục mình copy ghi chú nữa. Đầu tiên hết là mình sẽ khai báo thư viện là mình import. Nó có sẵn bạn copy là mình kêu qua cũng được hoặc gõ lại cũng được đúng không? Rack ROM mình kết các bạn nên gõ đi, gõ để mình nhớ. Import mình sẽ cần cái gì đó ở đây đúng không? Và thường thường mình sẽ xài là view là lúc nào cũng xài hết các bạn. From Rack Native mình thiếu dấu nháy bao đó. Nó nhảy tùm lum rồi vậy thôi. Tạm thời như đó ha. Tiếp tục nữa bây giờ mình sẽ cần làm gì ta? Mình cần sửa lại cái header. Tức là bản thân header đó, nó đi theo cái navigation rồi. Nhưng bây giờ mình sẽ bao cái header navigation vô đây mình chỉnh sửa lại nó. Để những chỗ nào cần mình gọi ra chỗ này này thay ra để thế đúng chỗ header đó thôi. Đơn giản là vậy thôi. Nó giống như cái hồi nãy cái icon nãy vậy đó. Hai các bạn ha. Mình tạo một cái main từ một cái nó có sẵn điều chỉnh gì đó và mình xài lại. Rồi. Thiết kế lại header. Rồi ở đây á, thì bắt mình sẽ gõ luôn lệnh bắt đầu là export, tức là cái đoạn cái công năng này nó sẽ được trả về là cái này các bạn, default mặc định đó một cái last.
đặt tên last là head là header navigator luôn, extend extend từ rack chấm component đó. Mình tạo ra cái class tên vậy, mình export ra vậy đó. Cái class này cũng 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 được là một class con nó dùng lại từ thằng này, kế thừa lại từ cái component này ha. Rồi trong đây á sẽ có thằng là render các bạn, mà lưu ý luôn luôn có render, làm gì làm thì trong cái component bạn cứ suy nghĩ, cứ nhớ được nha, có render, trong render có return nữa. Này khoan, không cần phải hiểu luôn, học thuộc lòng là phải làm như vậy thôi các bạn. Return gọi sai gì mà đỏ đây, chưa có gì hết là lỗi á. Thằng return nè, lưu ý nha, nó có yếu gì nè, thằng return này bên trong return này nó phải trả về một cái gì đó duy nhất, một cái thôi nha, một đối tượng duy nhất thôi. Tức là bạn có cái view nè, mở view, đóng view là duy nhất. View này nếu bạn nào làm web á, thì bạn hiểu nó như một cái div, một cái khối chứa chứ không có gì hết. Tức là trong cái app bạn sẽ có nhiều khối, có thể khối lớn và khối nhỏ hoặc có hai khối kế bên nhau, nó có nhiều khối thì tất cả là cái view hết đi nha, suy nghĩ đơn giản. Tức là ở đây nếu mà có view khác á, thứ hai nữa bên view này trong cái view nó sẽ bị lỗi như các bạn, không cho phép chuyện đó ha. Ít nhất phải có một thằng duy nhất là phải có một thằng, không có cũng lỗi mà có hai cũng lỗi. Tức là muốn có view á, thì bạn phải sao ta, bao trong view này đó, hai cái view con trong view lớn thì không sao cả ha. Nhưng mà nếu mà hai view con nằm rời bên ngoài là sẽ bị sai, không được. Đó là quy ước của nó như vậy rồi ha. Rồi vậy thôi thì mình làm một cái view lưu lại. Nhưng mà bây giờ nếu mình có bây giờ mình chưa nhìn thấy cái gì hết á, thì nó sẽ có bộ là hơi bị khó. Mình cần phải nhìn thấy được là cái này nó hoạt động hay chưa, tức là mình lưu xong mình cần phải nhìn thấy nó chạy được chứ đúng không, có thay đổi gì đó thì mình mới biết là mình làm đúng hay sai. Cho nên á là ở đây mới là cấu trúc thôi, mình sẽ tìm cách mình khai báo trong cái màn hình của mình ha. Mình sẽ khai báo trong màn hình của mình quay lại home screen nè. Ở chỗ home screen này nè, đây mình sẽ khai báo ra thêm một cái của mình nữa. Cái symbol là cái ví dụ mẫu như các bạn, mình xóa bỏ này. Cái này nó cầm lên này là cái ví dụ này, dữ liệu ví dụ ở đây mình thấy dữ liệu mẫu đây nè, ví dụ đây nè, mình sẽ không xài nó, mình bỏ nó, mình sẽ bỏ đi ha, chứ bắt để nguyên vậy để cho đẹp thôi. Rồi bây giờ mình sẽ import thêm một cái nữa, đánh dấu à. Mình import ra cái thằng là head the navigator ha, từ cái file đó phải là mình đi, mình hiện tại mình đang trong home screen là đang trong đây, mình phải đi ra ngoài bật vô navigation, tức là chấm chấm sẹt ra ngoài cái xong vô navigation, xong mình vô cái file là header navigator đó, là mình đã có quỹ này rồi. Thằng quỹ này một comment đúng không các bạn, thì ngay chỗ header này bạn thấy không, chỗ header này nè, mình gạt title đúng không, là cái gì đó nha đúng không, thì thay vì chỉ cái title gì không á, mình thế nguyên cái này vô trong nè, thế nguyên cái này nè vô trong đây nè, là đưa nguyên component vô trong đây luôn nha các bạn. Và mình không thể đặt title đâu mà đặt là header title, cái này là cái thuật có sẵn của thằng navigation nha các bạn, header title. Rồi header title sẽ hiện dữ liệu của nguyên quỹ này, của nguyên cái thằng này đó. Tức là mình thấy mình lấy nguyên cái navigator này nè, mình bê hết nguyên cái navigator ở đây định nghĩa như thế nào đó không biết, tôi quăng hết qua bên đây luôn, ngay như này sẽ hiện nó lên. Mà biết là mỗi thằng này nè, mỗi cái màn hình này nè, mình quay lại cái ví dụ nữa đi, mỗi màn hình này đều có cái nút tìm kiếm hay gì đó, đây là giống nhau y như nhau, nhưng riêng cái chỗ này là khác nhau. Không phải màn hình nào cũng có chữ này là bị smile, là chữ này chữ gì đó. Tức là bạn qua cái trang lịch sử thì đây phải thấy là chữ lịch sử, bạn qua đây trang đây, đây bạn qua trang là cộng đồng thì đây phải là chữ cộng đồng ha. Tức là từng trang nó sẽ có tên khác nhau, mình sẽ đặt một thuộc tính ở đây luôn, tự mình đặt ra tên gì từ các bạn thôi. Title bằng mình đặt tên đây á là tiện ích, ở trên chỗ tiện ích do mình tự đặt thôi các bạn ha. Và chạy lên đây trống trơn à, chưa có gì hết á. Cái này gọi là property prop, prop hay là property prop, tức là mình truyền một một cái thuộc tính vô đây, và thuộc tính này nó sẽ được hiện lên trong này đó. Ở đây mình làm việc đây, thì bây giờ bắt đầu mình sẽ tiếp tục mình thiết kế cái thằng là navigator nè nha.
Trong này mình cần chia ra hai hai cái, một cái bên trái, một cái bên phải, cái bên trái, cái bên phải ha. Hai cái view quá, một cái bên trái thì là view, cứ mở view trong view thôi, đánh dấu hoài. Rồi một cái bên trái, một cái bên phải. Rồi trong cái bên trái này á là mình phải gọi dùng chữ vô ha, dùng chữ vô, một dùng chữ gì đó là test. Bạn lưu ý nè, test này là một công năng nữa nè. Hồi nãy trên này mình chỉ có view, mình chỉ có test, nên mình gõ giờ mình gõ chữ gì đó ABC đây á, nó sẽ bị lỗi, nó là tôi không hiểu là gì hết. Đây đó nè, can file variable nè, can file variable test, tức là mình cần phải khai báo á, mình sẽ test thì mình nhớ khai báo test thêm ở đây vô là tôi có xài test đó. Đây thấy chữ ABC hiện lên chưa, nó đã hiện lên rồi nè ha. ABC này chính là cái tựa của cái header đó, bên trái đó. Bên phải cần các biểu tượng, phải gì không, bên phải cần biểu tượng vậy thôi. Bên phải là phần bên đây ha, bên phải bên đây thì nó cần các biểu tượng là các cái icon đúng không. Icon thì mình quay lại cái giao diện icon hồi nãy, icon hồi nãy đây. Icon á, mình xài web mình hay xài phong bên xong, mình hay xài bộ này nè, phong bên xong cho nó đây á, mình cũng sẽ lấy phong bên xong ra để mình xài luôn. Thì phong bên xong đấy bạn cứ khai báo bình thường thôi nè, phong bên xong copy nó nha. Quay lại ở đây, muốn xài phong bên xong thì bạn chỉ cần import phong bên xong, như như là mình lấy từ from, ở đây là thư viện của Expo, như các bạn thì mình lấy là đô la amamox Expo, nó có sẵn trong Expo rồi. Này là vector icon lần này nè, copy cho nhanh. Expo vector icon. Đó, là mình đã có phong xong để mình xài. Thì chỗ nào mình cần hiện icon phong xong á thì mình sẽ gắn cái command phong xong lên, thì cứ mở command ra như này các bạn và đóng command vậy thôi. Được chưa? Thì command phong xong thì đi chung command này á, là sẽ có gì ta? Cái name là tên của cái file đó. Cái này nó giống như cái chỗ mà cái main tag notion cái hồi nãy bằng mà làm cái tag icon đó bạn. Nè, có cái name á, thì mình để mình lấy cái gì đó cho hiện ra đó thôi. Thì ở đây mình sẽ cho là một cái chuông thông báo đi, một cái chuông thông báo ha, thay vì tìm kiếm thì mình cho chuông thông báo đây. Phong xăm nha, phong xăm đấy chuông này rồi, xin lỗi, quay lại cái header, mở ra dán ra chạy thử coi. Rồi đã xuất hiện ở đây, mình thấy chữ ABC và mình thấy luôn cái chuông nằm ở đây nè, phóng to là mình nhìn thấy nè ha, mình thấy không, nhưng mà nó không nằm ra hai bên như mình mong muốn. Đáng lẽ thằng ABC là bên trái nằm bên phải đúng không, nhưng mà nó chưa được như vậy đó. Thì tới bây giờ nè, các bạn phải cần tìm hiểu về gọi là cái gọi là flat, flat là như nào, cần tìm hiểu về flat để bạn sẽ thiết kế cái này theo kiểu flat nha. Những cái cơ bản khác như là CSS về bình thường của web á, thì trong video này mình không thể nói được. Các bạn có thể tìm những video khác mình đã từng giảng bài về bên bên web á, thiết kế web á, thì mình sẽ nói rõ hơn về CSS. Những cái CSS đó mình dùng lại hết ở đây, dùng lại hết ở đây. Chỉ có một số cái đặc biệt như flat chẳng hạn thì bên đó ít dùng, nhưng mà ở đây mình dùng, mình cần tìm hiểu về flat ha. Để coi. Flat, 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 flat. Để học về flat á, các bạn có thể vô đây mà chơi cái game flat bot Froggy đây, thằng này. Bạn truy cập vào trang này để bạn học về cái flat bot. Cái này là một trò chơi vui các bạn. Đây, nó có 24 level, cái game này gồm 24 level. Sau khi bạn làm mới được 24 level này hoàn thành hết rồi, bạn sẽ biết flat là gì, bạn biết cách xài. Đây là cách học nhanh nhất và dễ nhất nha các bạn, mình không cần phải nói lại trong cái video này, bạn cứ vô đây mà làm thôi ha. Mà hình như là ở đây có tiếng Việt luôn các bạn. Setting language nè bạn, chỉnh sang tiếng Việt cho mình cái nha, nếu bạn không đọc được tiếng Anh, tiếng Việt. Rồi ok, đây nó rõ đây. Chào mừng đảng với Red Foxy, một trò chơi để bạn giúp đỡ nó tìm cách tiếp mã CSS chỉ bạn nè. Đó, ví dụ như bài này nè, nếu bạn cài đặt là display bằng flat rồi thì bạn cho là justify content là flat end, nó sẽ chuyển về chuyển QoS về đâu đây, về bên bên phải, let star là ở bên trái,
Dead End ở cuối cùng bên phải, center lại giữa đó. Ở đây mình gọi là justify content hai chấm let end chấm phẩy, enter cái, nhảy qua chưa, nhảy qua rồi là xong bài số 1 tới bài số 2. Tương tự như vậy các bạn cứ làm hết 24 bài này cho mình, nhớ kỹ nha, đọc ở đây nữa các bạn nha, đọc để mà mình tìm hiểu, mình hiểu nó là ý nghĩa gì. Xong hết tham bài 24 này bài rồi, bạn đã biết phép là gì rồi thì bạn tiếp tục với video này của mình nữa nha. Ok, phần này mình chơi rồi, mình bỏ qua nha các bạn, tắt nó đi. À, cái code mình đâu rồi, đây quay đây rồi, nhớ kỹ nha. Xong bài kia và xong cái bài flash bạn hiểu flash rồi, bạn hãy tiếp tục phần này, không thôi bạn không hiểu mình đang làm cái gì đâu nha. Ở đây á, mình sẽ cho mình đặt một cái style bằng, ở đây nè mình đặt giá trị gì đó thì mình sẽ ghi ra mặt nhọn, móc nhọn một cái nữa nha các bạn, tức là nó có móc nhọn chấm nhỏ thì mình có thể xé nét thẳng vào trong này luôn. Còn nếu bạn ghi vậy không á thì nghĩa là bạn sẽ truyền một cái biến nào đó để mà có giá trị nào đó để vô đây, nhưng mà mình muốn làm thẳng ra cho nó dễ ha, cho nó nhanh gọn lẹ, mình thẳng ra luôn. Đầu tiên hết á là mình muốn á, là nguyên cái của mình á, là nó sẽ là nó không sát mí như vậy được nè, sát mí xấu quá, nó cách ra một khoảng, bên đây cách ra một khoảng luôn, vậy nên mình cho là mặt kim left 15 ha, phải mặt kim right 15 đó. Bạn thấy không, thật ra đây á, set S này giống như set trong web thôi, nhưng mà web thì ghi nè mặt green left, còn đây bỏ gạch này đi, chiếc hoa này chỉ này lên vậy thôi, đi hình thôi không có gì hết á nè đó. Đó cái cách dừng đoạn là thấy không, rồi xong một việc tiếp tục nữa, mình sẽ cho thằng quỷ này á là flat một, flat một tức là nó chiếm diện tích hết full này luôn đó các bạn, đang chiếm hết một rồi nè ha. Ở dưới này nè mình cũng cho sẽ cho style bằng, và mình cũng cho thằng này flat một, và thằng bên dưới này mình cũng cho nó flat một. À, bạn lưu ý chỗ này nha, đây trong thằng này là nó chiếm hết 100% rồi ha, 100% rồi, nhưng quỹ này á, là flat một, thằng này cũng là flat một luôn, thấy không, thì nó là sao, nó chiếm sao, nó chia đôi ra hay sao. À, khó hiểu quá ha, mình sẽ cho thêm cái nữa đi. À, background color red, thằng này background color blue, lưu lại chạy đó, nhìn thấy không, và enter xuống dòng thì hai này nó sẽ xuống dòng nhau thôi. Bây giờ mình muốn là hai quỹ này nó nằm cùng hàng với nhau, nó nằm cùng hàng với nhau nên mình sẽ cho là Palette Direction, Direction này là Row, cho Row, và mình cũng cho là Justify Content luôn, nó đang là Row thì mình sẽ cho là nó sẽ cho là Space Between. Đây, có cách giữa các thằng này Space Between luôn lại đó, nhìn thấy không? Ủa tại sao mình làm vậy ta, này là ý nghĩa gì ta? Bạn chơi cái bài này, con ếch nãy đó chơi xong rồi bạn biết nè ha. Rồi tiếp tục, hai này mình không, bây giờ nó có đã có nó đã bây giờ quỹ này nè, cái hình này nè, cái thằng thằng này nè nó phải nằm bên phải chứ phải bên trái đúng không, cái đó phải nằm bên phải, cho nên mình sẽ cho nó là flat direction, con này cũng là row nhưng mà flat justify content của nó mình sẽ cài đặt nó là flat end, nhớ cái mã bạn nhảy bên phải á, qua chứ mày, rồi qua rồi anh thấy không, rồi bỏ cái màu đi, cả bỏ cái màu đi, màu nhìn thấy gớm quá, cho đẹp hơn tí đó đó. Rồi giờ này cái tựa nè, nó cái tựa mình cũng style luôn, mình style nó dính dấu nữa, mình style nó, mình cho nó in đậm lên như chẳng hạn đúng không, phong size tăng lên 30, nó bự quá 15 17 rồi cái này đi ha, phong quay bon đó, like hay nhầm hay 20
Rồi, vậy thôi. Còn thằng Mỹ này, phân xăm nè, mình cũng tay cho nó bự lên luôn. Phong sai 17 luôn, nhỏ quá, bự hơn nữa coi, 20, 24. Cứ thử bức nào thấy hợp lý được rồi, nhìn thôi, bạn nhìn thấy thấy hợp lý cho mình cứ xử thôi. Rồi cỡ đó đi, chứ nhỏ quá thì khi bấm vô không được, muốn chỗ này nó sẽ hiện thông báo, và trên thông báo này nó phải có cái điểm đó sao bạn, điểm nó như Facebook với bạn. Mình vô Facebook mình thấy cái điểm vô vòng tròn bao nhiêu người á, thì mình sẽ cho cái test nè, mình điểm nó test. Giả sử cho mình điểm số là 99 cộng, mình ghi số này bự nhất. Có nghĩa là ở đây á, mình chỉ điểm tối đa, mình hiển thị tối đa là sao ta, 99 tin mới thôi, nhiều hơn 100 hay 300 á, sẽ điều hiển thì là 99 cộng. Chứ mà nếu nhiều quá nó dài lắm, giả sử như cái người nào đó ít vô app mà nó có tổng cộng thông báo là 1 triệu mấy cái thông báo, nó dài như vậy nè, thì xấu chỗ này lắm bạn, xấu lắm nha. Nên quy định đây á, là chỉ hiển thị hai số thôi, tức là nếu anh nhiều hơn 99 100 á, thì hiển 99 cộng vậy thôi, là tối đa là ba cái tự hiển thị ra thôi chứ không nhiều hơn đâu ha. Mình đang làm app mà, phải tính nó như trường hợp như vậy. Rồi style bàn, đầu tiên hết thằng quỷ này phải có bắt đầu color màu đỏ thông báo, mà tiếp tục màu đỏ thì chữ gì đây, chữ trắng đó, tiếp tục phong size nhỏ thôi đừng bự quá, 10, tiếp tục cho nó cái white cụ thể luôn, white 24 hay 24, mình cho 24 là tại vì hồi nãy mình có cài đặt là phong size này 24 nè, trên nè, cho nó bằng nó luôn đó, quay hay bằng cái size đó luôn á, khung nó được bự hơn đó, tầm đó đi ha. Tiếp tục test align canh giữa vô, lưu lại cái nó mới theo giữa theo chiều đứng chiều ngang thôi, giữa chứng là lai hay lai hay bằng với chiều cao hay 24 là 24 luôn, sao vô giữa hả, không giữa lắm ta, 20 biết tại sao nữa, chỉnh như nào thấy đẹp thôi thôi. Rồi phải tiếp tục, mình muốn nó sao ta, mình muốn nó là bo tròn border radius, cho nó khoảng bao nhiêu đây, 20, được không ta, 20 ok nè, 10 10 nó không tròn lắm ha, 12, sắp tròn rồi đó, 12 đừng bo nhiều quá, bo vừa đúng thôi, bo vừa đúng tròn rồi. Rồi 12 được rồi ha, 12 rồi, tiếp tục bây giờ cái vị trí của này nè, cái đúc tròn nè nó phải nằm ở trên cái thằng này và góc trên bên tay phải của cái chuông này, thì bạn biết rồi mà, bản thân cái chuông này á, bản thân cái chuông này á, nó là cái gì ta, nó là cái phông này, và phông này là chứa trong cái view này, nên mình sẽ đặt cái view này mình sẽ cho nó là position, này là bên web các bạn biết làm mà đúng không, position mình sẽ cho nó là relative, tức thằng này làm chuẩn. Còn thằng quỷ này á, mình sẽ cho position absolute đó, và hãy anh phải cho là anh phải cho là top, mình cho là top không và right không, sát bên trên sát bên trái đó. Đó. Do nó cũng bự, cái vòng tròn này bự ngang ngửa với cái bự ngang ngửa với so với cái gì ta, so với cái chuông, nó che mất cái chuông, nhưng mà ở đây thay vì không á, thì mình cho nó dịch lên miếng nữa các bạn, trừ 10 bên phải qua miếng nữa, trừ 10 đó, cho nó vậy đó, nó là lệch vậy đó các bạn ha. Mà nếu này trừ 10 trừ 10 á, thì cái mí này nó không còn là 15 nữa các bạn, mí này nè, nó cái khoảng cách giữa này với khoảng cách giữa này có vẻ như nó không đều nhau á, nãy anh cho 15 đúng không, mà này bây giờ trừ 10 lại còn có 5 thôi, nên đây nó không đẹp nếu kỹ bằng giờ này vô miếng nữa, tức là cái mặt kim dry nãy á, thay vì là 15 đúng không thì mình cho 25, mình lấy ví dụ vậy nó để cái chỗ khoảng hở chỗ này nè, khoảng hở ở đây nè, từ đây hở ở đây và ở đây hở đây nó đều nhau, nếu bạn kỹ một cái canh như vậy cho nó là đẹp thôi, không có gì cả ha. Rồi như vậy là mình đã có xong được cái tiêu đề rồi, nhưng mà lưu ý nè, tiêu đề này em ghi chữ ABC mình đang cài đặt ở trang home,
Nếu mình đưa cái trang này, mình copy cái này nè, mình đưa vào cái trang là ví dụ như là trang lịch sử đi, history, history, mình làm y hệt như vậy. Dĩ nhiên mình cũng sẽ lấy cái câu anh đưa vô. Đây, mình đặt đây là lịch sử, lưu lại cái. Bây giờ mình qua bên trang lịch sử á, thì mình cũng sẽ nhìn thấy chữ ABC thôi. Đúng ra nó phải đổi thành chữ lịch sử, còn đây phải là chữ tiện ích, nó thay đổi chỗ này nè các bạn. Ha, mấy trang khác mình chưa có làm, nó vẫn còn là cái cũ như các bạn, chưa có làm nè, không, chưa có phần thông báo đây, chưa hề có. Đó, nó phải đổi đây. Tức là muốn cái chữ lịch sử đây nè, lịch sử đây nè, cái thuộc tính ở đây nè, nó phải được thế vô trong cái chỗ này. Không, hồi nãy nói rồi là mình đang thêm cái này là gọi là thuộc tính. Thuộc tính tức là thay thô. Các bạn đặt cái này cái gì cũng được, cho nhà là ABC, là XYZ gì cũng được, đặt thay thô cho nó dễ hiểu thôi, là cái tựa, là tựa đề thôi. Thì đây muốn show nó ra thì bạn chỉ đơn giản là ở đây nè, chuyển cái biến vô đây nha bạn, gọi là this chấm prop chấm thay thô, xong. Vậy là xong nha các bạn, đây tiện ích lịch sử nó vậy thôi. Bạn đang truyền một biến bất kỳ từ bên đây, đặt bên đây, bạn truyền vào trong công năng này bằng cách là this chấm prop chấm thay thô ha. Nhưng bạn lưu ý nha, để kỹ hơn nữa thì một số trường hợp để kỹ hơn nữa thì các bạn có thể thêm một cái dòng này nữa nè nha, này hợp kỹ thêm thôi, đó là mình thêm là constructor, đây là hàm tạo các bạn, hàm tạo mình truyền vào đây cái prop. Ở đây mình sẽ đặt là một cái lệnh là super prop, đó lưu lại. Cái này là gì ta, đoạn này là gì ta, hàm constructor là cái hàm được gọi đầu tiên ngay khi mà công năng được xài tới, nó gọi tới hàm này. Mình truyền vào cái drop, tức là drop bên ngoài này mình truyền vào nha các bạn. Mình super drop có nghĩa là mình nói là mình sẽ ghi đè lên những cái drop có sẵn. Có sẵn là sao ta, bạn lưu ý nha, cái công năng này nè, một số công năng á nó sẽ có sẵn cái thuộc tính rồi, ví dụ như phân title có sẵn rồi, thuộc tính tên là gì đó có sẵn rồi, nhưng bạn không biết, bạn vô tình đặt tên các bạn trùng với tên của thuộc tính có sẵn của công năng, nó sẽ bị đụng nhau, đụng độ với nhau, hiểu nó bị đụng độ và nó gây ra lỗi. Cho nên để tránh trường hợp đó, mình nói là mình sẽ super super group, tức là cái group tôi là mạnh hơn á, ưu tiên group của tôi á, tương tự như vậy thôi đó. Tức là dù có bị trùng á thì mình vẫn xài được cái thay đổi của mình ở trong này ha. Mình hiểu vậy thôi, mình không biết đúng hay sai nữa đó. Không, nếu mà không có này nó chạy được á thì cứ mặc kệ, không cần thêm vô đâu, có khi nào bị lỗi thì là nhớ thêm mà vô một cái ha, vậy thôi. Chết rồi, bị khan tiếng này, tại vì hồi nãy mình có một cuộc họp, lúc nãy mình có giữa trưa có cuộc họp với nhân sự công ty mình nói chuyện hơi bị nhiều nên bây giờ bị khan tiếng, mình nói tiếp một hơi nó chắc mình xỉu quá. Rồi đến đây á, đến đây thì mình đã có gì đây, mình đã làm xong các task rồi, từng task rồi, và làm xong cái header rồi cho các bạn. Thì tiếp tục phần bên dưới nữa mình sẽ làm các cái nội dung. Để mình coi cái app nãy đâu rồi, app VietSmile đây, mình thấy không, đây nó có cái gì đó tùm lum thứ ở đây nè, nó nạp tiền rút tiền giới thiệu đối tác gì đó, đọc thanh ở đây các chức năng rồi mấy cái dòng này đó, mấy cái icon này, mình nghĩ đến đây là các bạn làm được rồi đó, các bạn tự làm được luôn rồi đó. Các bạn muốn có thanh ngang này á thì bản thân nó là một cái view, mình nói thôi đúng không, một cái view bạn cho cái nó có là màu xanh này, radio hay gì đó là thiết kế, các bạn thiết kế CSS bỏ vô rồi nó có bốn thằng này đúng không, thì bạn làm bốn cái flat, bốn cái view flat 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 đúng không, bạn học về flat rồi ha. Bạn làm giống như mình đang làm đó, hồi nãy mình đang có hai thằng nè, mình chia đôi ra, thằng bên trái thằng bên phải nè, ở đây mình chia ra bốn phần y hệt như vậy, ở đây chia ra hai phần y hệt như vậy, chia ra hai phần tương tự như vậy, có chia như vậy đó. Còn cái icon thì sao, cách sử dụng icon thì y hệt như những gì mình đã làm hồi nãy, mình làm cho cái icon này đó, cứ gắn cái thư viện icon bất kỳ nó vô, bạn muốn xài icon nào gắn nó vô, gắn xong rồi thì đã có comment về kênh nó rồi thì lôi nó ra mà xài như vậy thôi nha. Đây là cách thiết kế giao diện đơn giản nhất, các bạn sẽ thiết kế sao cứ style thẳng luôn, từng màn hình là từng style thẳng đây, đỡ nhức đầu, đỡ suy nghĩ gì cả. Mà cách này á, là cách đơn giản nhất nhưng không phải là cách tốt nhất. Cách tốt nhất á, là các bạn phải làm giống như mặc định vậy á. Đây, đợi mình chút xíu. Mình quay lại cái màn hình như là cái home screen ban đầu nãy, home screen mình backup lại. Bạn để ý nè, cái home screen này ở cuối trang á, nó có khai báo ra một cái phần là đây nguyên đống CSS này, con-style bằng style sheet.vri .va, nó tạo ra đống nè, container này đó. Thật ra cái này giống như bạn khai báo ra một cái file CSS ha, và file CSS có những cái lát gì
Đó thì bạn khai báo ra đó, và khi đó bạn dùng lại thôi. Dĩ nhiên nếu bạn xài Starship đây á, thì trên đầu bạn khai báo nè, tôi dùng nè, import cái Starship vô trong cái bên trong cái đất native ra, nó giống như cái test hay là cái view vậy đó. Bạn xài bạn nhớ khai báo ra như hồi nãy mình nói. Và dĩ nhiên là ở trong này bạn đặt tên một cái tên như là content padding chẳng hạn, thì ở trên này sẽ có một cái class nữa tên là content padding ở trên này. Đâu rồi, đây nè nè, cái style của bạn á, đây nè nè, không cái style được thiết kế bằng style bằng content container hay là những cái thuật khác bất kể nào đó. Cái style phong đây nè, một cái style bằng bảo nhọn đâu có nhọn, truyền vào đây cái biến là cái gì, style chấm cái style phong là cái class đó, đó tôi gắn đây đó nha. Thì cái việc này á, sẽ giúp cho cái việc CSS nó tách rời ra khỏi cái code của bạn, nó đỡ, nó gọn gàng hơn. Và bạn cũng có thể tách ra cái file này, tách thằng quỷ này nè, tìm cách nào đó tách thằng này ra một file riêng, giống như mình làm trên bên bên web mình tách riêng một file CSS là style.css ra bên ngoài các bạn. Thì như vậy bạn sẽ tận dụng, bạn dùng lại được những cái thiết kế đã có rồi. Mà nếu ví dụ như bạn làm cái form là đăng ký đăng nhập qua mật khẩu, thì cái form á, nó đều có cái input hết, có nút bấm hết đúng không, thay vì cái nào bạn cũng style style thử thử từng sửa từng cái hết vô từng từng trang á, đến lúc nào đó bạn cần chỉnh sửa lại tất cả đổi màu hết toàn bộ, bạn phải mở từng trang chỉnh sửa lại đúng không. Thì bây giờ bạn thiết kế ra một cái file riêng chứa các style các class đó, sau này mình định dạng lại mở đúng cái chỗ class đó sửa cái một là xong nè. Thì cái này nó chỉ là việc bố trí code cho nó gọn gàng và nó khoa học hơn mà thôi, còn việc bạn hiểu bạn làm được thì như những gì mình làm nãy giờ là bạn đã hay tự thiết kế được giao diện rồi. Còn một việc nữa mình chưa nói, giả sử như bây giờ á, bạn đang muốn sửa cái lá cái chỗ lịch sử đi, lịch sử history, bạn mở lên bạn sửa gì đó là sửa 123 bạn lưu lại, thì bạn thấy cái này nè, nó sẽ chạy ra trang đầu tiên là trang gì đây, cũng là chạy trang gì đó, rất là khó để bạn test. Bạn muốn là lưu lại cái thằng này phải chạy trang lịch sử đầu tiên luôn, tôi coi tôi sửa tại đây luôn chứ, mắc gì mà lần bấm đây mất thời gian quá đúng không các bạn. Cho nên á là mình phải thực hiện việc đó đi, mình hướng dẫn bạn hiện thêm việc đó nữa là bên chỗ main navigator ở cuối trang chỗ này nè các bạn, đây là cài đặt khác màn hình rồi, thì bạn thêm một cái dòng nữa, một cái dòng nữa, một cái thuộc tính quan trọng nữa đó là default như là init route name gì đó, đó là chỗ này nè ha, đã xong rồi đúng không, mình thêm một cái cài đặt khác nữa, option á, những option khác mình thêm vô, trong đó có một option quan trọng nó có tên là in, cái chữ int đó ra nè nè, rau nem nè, thằng này nè đó. Mình sẽ cài đặt nó ra mặc định chỗ này á là history start vậy thôi, lưu lại đó. Thì giờ giờ mình lưu xong á mặc định nó chạy lịch sử nè, history nè, thấy nó sáng lên chỗ này các bạn. Đây nếu mình cho thằng cộng đồng hay cho cái trò chuyện đi chat start đi, thì nghĩa là mình lưu lại mình chạy, tức là mình lưu bất kể code gì trong mình thay đổi á, thì thằng ông nội nào ta thằng nội trò chuyện này nó sẽ mặc định này chat start nó hay sẵn với mình nè, tức là màn hình chat tắt được ưu tiên. Thì với cách này các bạn đang thiết kế cái màn hình nào thì các bạn khai báo cái tắt nó vô đây, và cứ vậy mà thiết kế cho xong cái màn hình đó đi ha, xong cái màn hình đó đi là được đó. Như vậy nhiệm vụ của các bạn ở cái sau khi sau là xem trong video này là thiết kế hết tất cả các màn hình, tất cả giao diện bạn có thể làm thiết kế hết luôn toàn bộ cái app, bạn làm được hết rồi nha các bạn, thiết kế được hết. Sau khi đã xong hết các màn hình rồi, mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách kết nối các màn hình với nhau, cách code lấy dữ liệu ra, lấy dữ liệu vô như thế nào đó, hợp lý đăng nhập như thế nào đó, ví dụ như vậy được không. Rồi bài đăng gần xong rồi đó. Liên quan đến giao diện thì lại liên quan tới icon. Mình lại mở cái thư mục đó ra, bạn lưu ý nha, trong thư mục này nó sẽ có là cái thư mục là asset hay thư mục gì ta, phong image đây. Bạn chỉ cần thế hai cái thư mục là icons và flash này, bạn thấy cái size nó có size này, bạn dùng Photoshop hay dùng gì đó bạn thế cái app này, cái hệ thống tấm hình này, thì khi đó cái app bạn sẽ được đổi icon theo và đổi cái flash theo luôn. Cái flash này là flash screen, tức là cái màn hình, cái tấm hình được flash đầu tiên khi mà cái app được chạy ha. Bây giờ mình có chuẩn bị sẵn tấm hình rồi, tại mình đang làm lại cái app mà Việt Smile mình có sẵn, cho nên mình sẽ lấy cái hình đó mình thế vô cho bạn coi luôn nha. Mình sẽ lấy cái icon của mình và cũng như là cái flash screen của mình bỏ vô, mình dán chồng lên đây, mình relay relay đó, đổi cái flash rồi và đổi cái icon rồi ha. Thì bây giờ này mình chạy này các bạn, mình chạy lại cái này á, mình cách ra chạy lại thôi chứ không gì hết,
Này nó có hai cái rồi mình ghi khó nhìn quá, mình muốn cho dễ trình hơn. Tab vô các bạn. Này là chỉ là trình bày thôi nhé các bạn. Trình bày sao dễ nhìn này tại các bạn thôi. Rồi, lưu lại. Rồi cái test rồi. Đó, nó chạy lên. Nó có hiện ra cái màn hình đó không ta? Nó vẫn chưa hiện ta. Nó lẽ thế xong rồi thì nó phải hiện chứ. Nó vẫn hiện cái sách trên cũ. Không biết nữa, cái kỳ gì ta, mình phải mở thử cái mở cái hay cái app chấm xanh thôi. Cái khai báo sắp thì đậm này nè. Nè. Đây khai báo thì thuộc này đúng không mà. Test app sắp GC. Đúng không mà. Hoặc là mình tắt mở lại từ đầu rồi ha. Thử nha. Mình tắt con quỷ này luôn. Nó hỏi đây nè, trời ơi, nó hỏi xa lắc lên. No. Mình tắt mình chạy lại từ đầu để mình kiểm tra xem là có thật sự là cái stream với icon đổi chưa đó, mình muốn biết cái chuyện đó. Android mình mở lên này luôn, bỏ này luôn, chạy từ đầu luôn là Ctrl C tắt ha, stop nó luôn. Rồi mình chạy lại luôn Yann Star đó, rồi nó chạy lại. Tiếp tục mình đợi cái thằng Android lên rồi mình lại mở cái ADV lên, hay lưu kết hay lưu gì đó mình không biết, trong gì ta là chắc ăn á, mấy hình ảnh nó hay bị lưu kết lắm. Sau khi ta lên rồi mình sẽ run một lần nữa lên coi là cái flash stream với icon nó có lỗi không á, mà nó chắc chắn nó có lỗi hay không á. Chưa lên, chưa lên. Rồi lên rồi. Phone starting. Đã lên xong bấm này ha. Simulator. Emulator. Rồi bấm. Ê, nhanh lên, mệt rồi. Đó, lên rồi. Chờ chút nữa. Đó, thấy cái hình không mà. Cái hình nè. À, nhưng cái vấn đề thấy cái hình này bị gì? Bạn thấy cái hình không, cái hình nó không vừa kích thước của cái cửa sổ này, nó bị thiếu bị vùng trắng xung quanh nè, đặt lại hai vùng trắng xung quanh đó xấu lắm ha. Ta thử lại cái mình sửa lôi mình chạy lại cho nhìn thấy cái thay đổi đó nè, chỗ này nè luôn lại đó, mình thấy không, ấp quá không thấy, chụp hình lại mới được đó. Mình dán là skip đi, mình dán lên cho mình thấy. Đâu mình thấy nè, do là cái tấm hình này, kích thước tấm hình, cái size tấm hình này nó không có, nó, mình tại vì điện thoại có nhiều kích thước màn hình khác nhau, chứ không phải bằng nhau, cho nên là có cái nó bự hơn, cái nhỏ hơn tấm hình này nó sẽ không full được. Còn nếu mình kéo giãn ra, có cái giãn ra thì cái logo mình sẽ bị méo đi, nó xấu lắm. Cho nên đây á, mình có một giải pháp nữa nha các bạn, là mình phải thêm cái background nữa các bạn. Đó, ở trong cái file là app.js nè, mình thấy có cái chỗ mà flash screen á, đây nè, mình thấy không, nó có background nè. Kho background nè. Dĩ nhiên mình sẽ lấy cái hình nền, cái màu nền của này nè. Để mình đưa vô luôn thì mình sẽ lấy color picker. Just color picker. Bạn lên mạng tải phần mềm này về, đúng không? Hoặc là lấy Photoshop gì đó thì các bạn bắt cái màu nền đây. Đó. Màu nền đây nè, bấm A là T, hit cái màu mã màu đây này, đúng không? Copy về luôn đó. Copy. Copy xong rồi mình đưa vô trong cái phần khai báo của mình, dán đây, lùng lại vậy thôi. Được rồi đó các bạn, mình nghĩ được rồi đó, nhưng mà phải restart thằng quỷ này lại cái nữa nè, cho mày sửa tắt nợ thì ta lại cái file application này hơi bị két, nó là những cái gì đó nó bị két nên bắt buộc phải 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 hơi cực chút xíu như vậy. Tắt đi rồi là chạy lại cái thằng quỷ đó đây, lên lại tiếp tục chờ đợi nha. Thì mình nói luôn chính vì vậy các bạn, lúc thiết kế cái hình nền này nè, hình nền cái hình mà livestream á, bạn có thể để câu chữ lên để canh ngay giữa màn hình và xung quanh này bên trong cái màu nền nó màu được nền thuần nào đó đi, thuần thôi nha, đừng màu nền mà dạng radio radiant gì đó hay mình chuyển màu gì đó, tức là màu nền bình thường thôi, và khi đó bạn cứ cho cái màu cái background bên ngoài á, khớp màu nền đó, tức là kỹ thuật giống như làm web thôi, thì chỗ nào không có hình á, hết hình rồi thì lắp cái nền vô là nó đẹp ha. Đó là kỹ thuật của mình làm. Rồi, bây giờ chạy lại. Đâu rồi?
mình sẽ không có build lại, mình cho chạy luôn lại cái thằng này luôn, mình run lại coi nó có được không, hay phải build lại thử coi, thử xem là nó có lên luôn không. Nhìn cái livestream nè, rồi full màu các bạn thấy không, rồi full màu nè, đó nó là skip, nhìn lại đây nó khác biệt chưa nè, cái màu nền mà nó full hết toàn bộ màn hình nè. Rồi vậy là xong, tức là bạn đã đổi được cái icon, cái biểu tượng bên ngoài của cái app bạn rồi đó, và đổi luôn được cái flash screen là cái màn hình lúc mà mới mở cái app lên nó hiện lên đó, thì bạn để logo hay để chào mừng bạn hay để cái gì đó tùy các bạn thôi ha, một tấm hình đơn giản vậy đó. Ok, đến đây mình nghĩ là đã xong hết rồi đó, cứ theo những cách này mình đang làm và cũng như là cái kiến thức có sẵn các bạn về CSS á, là bạn có thể tự thiết kế được tất cả các màn hình cho app của mình rồi, tự làm được hết tất cả mọi thứ cho mình của app mình rồi. Sau khi xong hết bài này rồi á thì mình sẽ hướng dẫn bạn phần tiếp theo nữa. Trong trường hợp bạn nào á chưa có rành về CSS á thì các bạn xem dưới phần mà điểm xanh bên dưới á, mình sẽ kèm thêm một cái video khác của mình nữa. Thì video này không phải thuộc về React Native mà thuộc về một cái video mình dạy ngày xưa, mình dạy về bên web á, bên CSS á, nó sẽ chỉ sơ sơ về bên mảng web cho các bạn mà biết về CSS. Bạn quay lại học cái đó xong học tức này nó là sẽ ok. Rồi mình hơi bị khan tiếng, hôm nay mình nói chuyện nhiều quá, quay hai cái clip rồi còn họp nữa. Đúng rồi. À, hôm nay là kết thúc, như đây là kết thúc thôi. Mình nghĩ là chắc là tuần sau tiếp tục đó, nó cuối tuần rồi mà. Vậy sẽ thôi. Ok, tạm biệt mọi người. Đối.